Sư thì con không có tâm ác ý đâm chọt người khác, nhưng con lại bị hiểu lầm là con đang có ý xấu và người đó phản ứng lại bằng cách này hay cách khác. Thì con nên làm gì với trường hợp này? Sư nhắc quý vị hoài, khi mà mình nói hoặc là mình hành động cái gì đó, làm ơn làm phước suy xét giùm, đánh dấu coi, đánh dấu coi mình có đủ những cái yếu tố này hay không. Đầu tiên là nó đúng sự thật, thứ hai là đúng thời điểm. Có nhiều vấn đề nó không có đúng thời điểm mình không có nên nói. Cái thứ ba nó phải đem lại lợi rồi. Cái thứ tư á, mình có suy xét cái cách nào đó nó phù hợp, lời nói một cách có suy nghĩ. Và cái thứ năm là bằng tâm từ. Giả sử như quý vị thấy một người nào đó làm sai, quý vị góp ý, thì quý vị cũng phải dựa trên năm yếu tố này, đặc biệt là yếu tố thứ năm. Quý vị không nhận ra một chuyện nếu như mà quý vị không có làm, đó là khi mà quý vị nói bằng tâm từ á, thì cái ngôn ngữ mà mình sử dụng nó sẽ khác và cái hiệu quả nó sẽ khác. Thì đó là cái điều đầu tiên mà chúng ta nên tránh và nên làm. Rồi sau khi mà quý vị có đủ những cái yếu tố này đó, thì mà quý vị còn gặp nữa, thì quý vị nên nên nhớ giùm cái chuyện này. Khi mà mình chỉ trích hoặc chỉ lỗi một ai đó, Đức Phật khuyên trong Tăng Chi Bộ Kinh á, là mình có bị cái lỗi như vậy hay không, mình có trong sạch hay không. Tức là trước khi mình nói người khác thì mình phải lo mình trước cái đã. Bởi vì nếu như mà mình nói người khác mà bản thân mình có vấn đề, người ta sẽ nói, người ta sẽ chỉ ngược lại lỗi của mình. Anh có vấn đề thì anh lấy cái tư cách gì anh nói tôi. Đấy. Rồi khi mà chỉ lỗi người khác, mình phải xem coi là mình có bị phiến diện hay không. Tức là mình yêu thương ghét một cá nhân nào đó có hay không. Mình bị thiên vị, có thiên vị hay không, rơi vào ba cái thiên vị: thiên vị vì ghét, thiên vị vì thương, thiên vị vì sợ, và thiên vị vì si, vì thiếu hiểu biết. Thì mình có rơi vào bốn cái pháp thiên vị này hay không, phải xem xét những chuyện này ha. Rồi sau đó thì mình mới có khả năng mình chỉ lỗi người khác đây. Rồi nếu như mà những vấn đề đó mà đã giải quyết rồi đó, thì quý vị nên nghĩ như thế này nè: ở đời ai không tránh được chuyện khen chê. Ngay cả Đức Phật ấy, thì người ta còn hiểu lầm và người ta còn chê bai ngài, còn tấn công ngài, thì mình là cái thứ gì mà tránh khỏi cái chuyện bị hiểu lầm, bị người ta chê ha, làm sao tránh. Rồi có một vị tỳ kheo, khi mà vị này đi đâu á, thì người ta cũng thấy là có một cái cô phụ nữ cổ lẻo đẻo sau lưng vị này. Cái người mà họ ghét vị này đó thì họ chửi, còn cái người mà thông cảm cho vị này đó thì cũng đặt bát cúng dường, mà đặt hai phần, đặt cái này cho thầy, cái này cho cổ đấy. Rồi giả dốc thì cái phần này của thầy, phần này của cổ. Nhiều lúc vị này rất là bực, bởi vì rõ ràng là vị này đâu có cô nào ở sau lưng đâu, đâu có cô nào đi theo đâu, mà cái người ta chửi thì chửi oan, mà cái người thương thì cũng cho hai phần, cái kiểu đó thì nó cũng không khác gì chửi mình. Rồi chuyện đến tai nhà vua Bassena Đí. Vua Bassena Đí đó cho người theo dõi thì thấy rõ là đúng là có cô gái đi theo vị này, nhưng mà vị này vẫn tiếp tục theo dõi. Thì thấy rằng khi mà vị này đi vào cốc đóng cửa lại thì cô gái biến mất.
Vua Bá Sĩ Na Lý thấy lạ, thế lạ mới đến đem chuyện này đến hỏi Đức Thế Tôn, thì Thế Tôn mới giải thích là do cái tỳ nghiệp thời xưa đó, vị này từng vu khống, một cái vị tỳ kheo khác, bằng cách là thấy hai vị tỳ kheo đang chơi với nhau như vậy đó, lúc đó vị này đang là thọ thần, thấy thấy hai ông sư đang chơi chung với nhau, làm một cái trò đó là khi mà thấy một ông sư đi vào trong bụi để mà giải quyết bầu tâm sự á, khi mà đi ra thì cái vị thọ thần mới giả làm cái cô, một cái cô thôn nữ, cũng bước ra sau lưng rồi chỉnh sửa y áo, giống như hai người vừa mới làm chuyện nam nữ xong. Cái vị sư kia thì nghĩ là vị này phạm giới rồi, cho nên là không muốn đi chung nữa, mà cũng không muốn nói rõ ra, chỉ nói là sư sư có làm cái gì tự sư biết đó, từ giờ trở đi là tôi không có nói chuyện với sư nữa, tại vì sư không có xứng đáng. Thế là hai vị không có nhìn mặt nhau suốt cả một khoảng thời gian rất là dài. Tự nhiên vậy đó, hai người đang chơi chung với nhau rồi mình đi mình vu khống để cho hai vị bớt, không có đâm thọc đó, để cho hai vị là không có gần gũi nhau nữa. Chính bởi vì như vậy đó, sau này khi mà cái vị thọ thần này sám hối với hai vị tỳ kheo để hai vị có thể gần gũi lại với nhau như xưa đó. Nhưng mà cũng cái nghiệp đã tạo mà, cũng phải đi địa ngục rồi, trong cái kiếp này đó lại bị người ta hiểu lầm, thành ra chúng ta cũng phải cẩn thận ha. Có khi nó là cái nghiệp, cái quả của mình đã tạo, và sẵn đây sư nhắc luôn, tại vì nói tới thì có khi là nó ngứa trong bụng mà không nói không được. Sư với ông thầy của sư, sư với ông sư phụ, sư coi vị đó sư phụ, đang yên đang lành với nhau vậy đó mà có người là cũng nhảy vô đâm bị thóc thọc bị gạo, mà sư biết là vị sư phụ ông thầy của sư là cái người rất là nhạy cảm, mà rất là gọi là cả nể, nghe nghe cư sĩ của họ, thọc dễ dính lắm, rồi mới dẫn đến cái chuyện là bây giờ là hai thầy trò không nhìn mặt nhau nữa. Nó không nhìn mặt nhau nó cũng kỳ, nhưng mà bây giờ không nói chuyện với nhau nữa. Sư đã đến sư sám hối, nói thời gian qua mà con lỡ có cái gì vô tình hữu ý con làm phiền ngài thì mong ngài thông cảm. Thì đương nhiên là trước mặt thì cũng cũng xong, nhưng mà về sau này rồi thì cũng không nói chuyện với nhau. Bởi vì quý vị biết mà, cái ly nó đã vỡ rồi, mình có hàn gắn lại nó cũng không giống như cái ly lành. Cũng nhờ mấy mấy bà mấy cô mang danh nghĩa là hộ độ, thờ thầy đó, rồi hộ độ thầy, giúp đỡ thầy, rồi học học đạo với thầy, học làm sao đó mà để cho sư giống thầy của sư là giờ không nói chuyện, thì phải nói là cái tội đó nó không nhỏ, nhưng mà thôi, nhắc để quý vị nhớ sau này đó, có thương có thờ ông thầy của mình đó, thầy nào cũng cần biết làm ơn ha, làm ơn bớt bớt trên danh nghĩa đó, bớt trên danh nghĩa, dùng danh nghĩa mà thương đó, làm cho hai con người không nói chuyện với nhau. Cũng mấy bà mấy cô, tôi nói cũng mấy bà mấy cô, mà hai con cọp lớn trong cái làng, trong cái làng trưởng lão tăng đoàn Việt Nam, hai con cọp lớn giỏi Pali, hai con cọp này mà ngồi lại mà làm việc với nhau á, là ngon lành, mà cũng nhờ mấy bà mấy cô, hai con người này không thèm nói chuyện với nhau nữa. Mà một vị á, do cũng mang tính chất là rất là nhạy cảm, cái người dễ bị tổn thương, cho nên mà khi mà bị chọt cái này chọt chỗ kia tí xíu là bắt đầu là sù lông nhím lên, là bắt đầu
phát biểu này nọ, dẫn đến cái chuyện là bây giờ hai con người với nhau đừng nói chuyện mà làm việc với nhau, gặp nhau nói chuyện với nhau cũng đã khó, cũng nhờ nhờ ơn nhờ phước mấy bà mấy cô, khổ quá là khổ. Thành ra đó có gì cũng vậy ha, bớt giùm, thương nhau như thế là bằng 10 hại nhau nha. Rồi thì hôm nay chúng ta nghỉ, còn câu hỏi